Xin chào cô chú anh chị và các bạn. Xin giới thiệu với mọi người một miếng đất ở số 11, 13, 15 Hoa Lan, phường 2, quận Phú Nhuận. Diện tích ngang là 12 và dài là 16. Đang cho thuê là 80 triệu nhà tiền chế. Thì miếng đất này lúc trước là đất trống, hiện giờ cho đơn vị này thuê thì họ xây nhà tiền chế lên. Thì hiện giờ đã lấy lại hợp đồng thuê. Thì hiện giờ đang rao bán là 58 tỷ thương lượng. Hướng là hướng đông bắc, lệch bắc nhiều. Thì cái này có thể là xây biệt thự, trường học hoặc là chia lô, mỗi lô là ngang 4-16. Khu vực này là đa số là 4-16. Thì giá còn thương lượng, giấy tờ chính chủ đang giữ không cầm cố ha, thế chấp tại ngân hàng. Cô chú anh chị nào thích khu vực Phú Nhuận và diện tích lớn có thể tham khảo cái miếng đất này nha. 11, 13, 15 Hoa Lan, phường 2, quận Phú Nhuận.